Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và mời quý vị các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Lý Quang Diệu, người bạn của nhân dân Việt Nam với những nỗ lực phát triển mối quan hệ Việt Nam và Singapore. Bệnh xá do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng tại Lào để khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc Lào, điểm sáng của tình hữu nghị Việt-Lào. Việt Nam tham dự hội chợ du lịch MIIT Moscow 2015 nhằm xúc tiến quảng bá du lịch tại thị trường Nga. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng đầu tiên của Singapore, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã qua đời vào sáng ngày 23 tháng 3, hưởng thọ 91 tuổi. Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu được xem là một trong những nhà lãnh đạo có mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam. Sinh thời, ông đã từng nhận xét Việt Nam là đối tác tốt nhất trong ASEAN. Có thể nói những nỗ lực của ông trong việc phát triển mối quan hệ với Việt Nam không chỉ đóng góp đầy ý nghĩa cho mối quan hệ Việt Nam-Singapore mà còn thúc đẩy đưa đến cho một ASEAN đoàn kết và vững mạnh như ngày nay. Ở vào thời điểm năm 1992, Việt Nam đứng trước yêu cầu lớn phải phá thế bao vây cô lập về ngoại giao. Gia nhập ASEAN được chọn là một trong những đột phá. Ông Lý Quang Diệu khi đó đã rời khỏi chức vụ Thủ tướng Singapore. Nhưng với tầm vóc của một nhà lãnh đạo lớn, tiếng nói của ông khi đó đã góp phần ý nghĩa thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Singapore. Cũng từ đó bắc một cây cầu để Việt Nam gia nhập ASEAN 3 năm sau đó. Có thể nói ông Lý Quang Diệu là người đầu tiên nhận thấy cái vai trò của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và nhận thấy được cái lợi ích trong quan hệ với Việt Nam và đồng thời nhận thấy được cả cái lợi ích mà Việt Nam cần tham gia vào cái tổ chức khu vực đó là tổ chức ASEAN. Ông rất hiểu được cái bàn cờ chính trị thế giới và khu vực. Cho nên là ASEAN muốn có vai trò thì ASEAN phải đoàn kết và ASEAN phải biết tập hợp được những nước cần thiết. Trong đó đương nhiên phải có Việt Nam. Sinh thời, nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nhận xét Việt Nam là một trong những dân tộc nghị lực và có khả năng nhất Đông Nam Á. Mối quan tâm của ông dành cho Việt Nam thể hiện ở những lần qua lại Việt Nam. Và khi mối quan hệ Việt Nam với Singapore và ASEAN đã trở nên nồng ấm, còn ông đã lui hẳn về phía sau chính trường. Ông vẫn sang Việt Nam, đơn giản chỉ để mang tới cho Việt Nam những lời khuyên chân tình về mô hình phát triển hay thời cuộc. Tôi xin nói là tại sao chúng tôi quyết định hợp tác với các bạn. Chúng ta đều ở Đông Nam Á trong nhóm 10 nước ASEAN. Trung Quốc và Ấn Độ thì đang cạnh tranh thi đua nhau về đầu tư và thương mại. Nếu không kết hợp được thị trường và năng lực nghiên cứu thì không thể thi đua được với họ và sẽ bị thua. Trong nội bộ ASEAN, Việt Nam là đối tác tốt nhất. Đơn giản như một ví dụ, sinh viên Việt Nam nghiêm túc, cần cù, thông minh và lại giỏi toán. Singapore cấp học bổng cho tất cả sinh viên ASEAN và chúng tôi rất biết là sinh viên nước nào nghiêm túc, học giỏi và muốn quay về để xây dựng đất nước. Và chúng tôi thấy rằng đầu tư vào Việt Nam là tốt nhất. Quan hệ Việt Nam-Singapore từ những khác biệt về ý thức hệ, đối đầu trong chiến tranh lạnh đã nhanh chóng thay đổi để rồi trở thành những đối tác chiến lược. Nó không chỉ đem lại lợi ích cho hai nước mà còn mở đường đưa tới một ASEAN vững mạnh, biết kết hợp hài hòa lợi ích dân tộc với lợi ích của cả khu vực. Những thành công ấy đạt được nhờ những bộ óc lãnh đạo nhạy bén với thời cuộc tại hai quốc gia. Trong đó có người bạn của nhân dân Việt Nam, Lý Quang Diệu. Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ, trong ngày 22 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ lãnh tụ Mahatma Gandhi. Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ Lokesh Chandra. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu cũng dành thời gian đến thăm và nói chuyện với toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ngày 21 tháng 3 vừa qua, chính phủ Namibia đã tiến hành long trọng lễ kỷ niệm lần thứ 25 nền độc lập của Cộng hòa Namibia 21 tháng 3 1990, 21 tháng 3 2015 và lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 3 của nước này sau cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vừa qua. Tham dự buổi lễ có trên 20.000 người dân Namibia, 800 vị khách quốc tế đến từ 44 quốc gia, trong đó có trên 20 vị nguyên thủ các nước. Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm Namibia Lê Huy Hoàng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã tham dự buổi lễ. Nhân dịp này, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã có cuộc gặp với bà Pandulen Kainosingen, Phó Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Namibia, trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, đồng thời trao điện mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới các vị lãnh đạo của Namibia nhân dịp Tổng thống Hage Geingob nhậm chức và kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Namibia. Cùng với các quốc gia trên toàn thế giới, ngày 23 tháng 3, Việt Nam đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới 2015 với chủ đề Khí hậu, nhận thức để hành động. Lễ meeting quốc gia Ngày Khí tượng Thế giới 2015 được tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 3 tại Nghệ An. Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày Khí tượng Thế giới năm nay, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng phát động trồng cây và tổ chức các hội thảo chuyên đề về dự báo khí tượng thủy văn, quản lý rủi ro thiên tai, dự thảo luật khí tượng thủy văn. Các địa phương khác trên cả nước cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá về ngày này, góp phần khẳng định nỗ lực cam kết của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, không chỉ tạo công ăn việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống sức khỏe của người dân. Tại huyện Bắc Sông, tỉnh Champasak ở Nam Lào, có bệnh xá của một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người lao động của công ty, nhưng từ nhiều năm nay cũng trở thành địa điểm khám chữa bệnh uy tín của đồng bào các dân tộc Lào trong vùng. Bệnh xá công ty Hữu Nghị 206, 3 năm nay, mỗi khi cậu con trai thứ hai hay người nhà bị bệnh, chị Olakam lại đưa con đến đây để được các bác sĩ Việt Nam thăm khám, thay vì phải lên bệnh viện huyện Bắc Sông như trước. Sự ân cần chu đáo và tay nghề cao của các bác sĩ sau nhiều lần khám chữa bệnh thành công cho người nhà và người dân trong bản đã giúp chị thêm tin tưởng vào các bác sĩ bệnh xá này. Trước đây khi chưa có bệnh xá của công ty 206 của Việt Nam thì tôi và bà con trong bản phải lên tận bệnh viện huyện để khám. Từ khi có bệnh xá của công ty thì hầu như bà con trong bản và gia đình tôi đều tới đây khám chữa bệnh. Bệnh xá này chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007, tức là một năm sau khi công ty Hữu Nghị 206 được cấp phép đầu tư tại Bắc Sông. Với 20 giường bệnh và 14 cán bộ nhân viên, đây không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ nhân viên cán bộ công nhân của công ty, mà còn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân 4 tỉnh trong vùng. Ước tính, mỗi ngày bệnh xá đón từ 100 đến 120 bệnh nhân. Sự tin yêu của người dân là động lực để các y bác sĩ bệnh xá công ty 206 gắn bó với mảnh đất này. Thậm chí có những người đã có mặt ở đây từ những ngày đầu thành lập. Tôi đến khám ở đây cũng là từ tình cảm, thường hay đến đây nên quen rồi. Khi đến đây, anh em cán bộ y bác sĩ bệnh xá đón tiếp rất nhiệt tình, khám chữa chu đáo. Có những loại thuốc được cấp miễn phí và chỉ phải trả tiền những loại thuốc đặc biệt. Khi mà điều trị được bệnh khó bệnh cho người nhà, cho bệnh nhân thì cái đó là những cái hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhất. Nhưng đó là những cái lời, những cái điều mà động viên để cho bản thân cũng như toàn thể tập thể bệnh xá là cái động viên để ở lại và phục vụ tốt cái công việc khám chữa bệnh của đem lại cái uy tín đến thời điểm hiện nay và sau này. Hầu hết người dân khi tới đây đều được khám chữa bệnh miễn phí và chỉ phải trả tiền đối với những loại thuốc đặc biệt nhưng có giá thành rẻ hơn 30 đến 40% so với thuốc cùng loại đang được bán trên thị trường. Đặc biệt khi thành lập, bệnh xá cũng đã khám chữa bệnh miễn phí 100% cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Cùng với những chủ trương chính sách lớn của hai đảng, hai chính phủ
thì những việc làm dù nhỏ bé nhưng đầy tinh thần trách nhiệm của các bác sĩ công ty 206 đã góp phần và khẳng định tính đặc biệt của mối quan hệ đoàn kết Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Trí Cường, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Diễn giả không chân không tay Nick Wojcik đã quay trở lại Việt Nam để tham gia vào chuỗi chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2015, Nick, bạn và tôi. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Hoa Sen phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ ba diễn giả Nick Wojcik đến thăm Việt Nam để trò chuyện và khơi dậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống đến cộng đồng người Việt Nam. Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là chuỗi sự kiện được thực hiện ở nhiều địa điểm với nhiều đối tượng khác nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Lâm Đồng. Hai chuyến thăm Việt Nam của Nick vào năm 2013 và 2014 đã làm rung động trái tim của hàng ngàn người dân Việt Nam thông qua những câu chuyện có thật về cuộc đời mình và nghị lực sống mãnh liệt. Với những chủ đề cụ thể và riêng biệt cho từng đối tượng người nghe, chuỗi chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2015, Nick, bạn và tôi hứa hẹn mang đến những buổi trò chuyện thú vị, hấp dẫn và sâu sắc. Hội chợ du lịch quốc tế MIIT Moscow 2015 lần thứ 22 với chủ đề Lữ hành và du lịch diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 3 tại Trung tâm Triển lãm Expo ở thủ đô Moscow. Tổng cục Du lịch cùng một số doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham gia hội chợ này nhằm duy trì công tác xúc tiến quảng bá du lịch tại thị trường Nga. Hội chợ du lịch lần này diễn ra trong bối cảnh nước Nga đang đối mặt với những khó khăn do bị trừng phạt, đồng rút mất giá, nguy cơ suy thoái kinh tế cao. Điều này tác động mạnh đến nguồn khách du lịch Nga đến Việt Nam, làm nhiều công ty du lịch lữ hành đang lao đao trong cảnh thua lỗ. Luôn dẫn đầu về thu hút lượng khách Nga đến Việt Nam, công ty Ánh Dương cũng rơi vào tình trạng thua lỗ. Theo bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch Ánh Dương, thì trước đây mỗi tháng công ty có 130 chuyến bay chở du khách Nga sang Việt Nam. Hiện con số này chỉ còn 30 đến 35 chuyến. Cái đồng rút của Nga trao đảo biến động quá lớn và nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái hợp đồng làm ăn ở khách không dám mua tour đi Việt Nam. Thực tế thì giá tour đã tăng gần như gấp đôi, đó là nguyên nhân chủ yếu. Tuy nhiên chúng ta sẽ nghĩ cách nào đấy để thoát khỏi tình trạng này. Theo tìm hiểu của bà Maria, các công ty du lịch châu Âu đã hạ giá thành sản phẩm của mình bằng cách giữ nguyên bảng giá của năm ngoái. Các công ty lữ hành Nga tại hội chợ đều cho rằng nếu có sự thỏa hiệp nào đó của các doanh nghiệp khách sạn thì tình hình có thể sáng sủa hơn trong thời điểm hiện nay. Nếu như các khách sạn nhượng bộ cho một cái giá hợp lý để làm giảm bớt sự chênh lệch, tôi nghĩ sẽ có thể tăng được lượng khách bởi vì vé máy bay tính bằng rút vẫn giữ nguyên như cũ. Các hãng hàng không hầu như không tăng giá vé. Tóm lại là chỉ còn cách giữ nguyên giá cũ để giữ nguồn khách. Ngoài ra, Cơ quan Thương mại Việt Nam tại Nga, Tổng cục Du lịch Việt Nam đều thấy sự cần thiết áp dụng nhiều biện pháp khác để giữ thị trường. Đấy là khó khăn tạm thời và chúng ta vẫn phải cố gắng đẩy mạnh xúc tiến du lịch. Và chúng ta vẫn nhìn thấy những cái cơ hội đối với doanh nghiệp của du lịch Việt Nam ở chỗ. Khi Mỹ và EU cấm vận đối với Nga thì lượng người Nga hướng về những đất nước truyền thống, đặc biệt đối với Việt Nam, sẽ tăng lên. Sự tham gia hội chợ du lịch lớn nhất Đông Âu này của Tổng cục Du lịch cho thấy quyết tâm của du lịch Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố để trụ lại thị trường truyền thống này, cố gắng đưa 400.000 khách du lịch sang Việt Nam trong năm 2015. Cái việc chúng tôi tham gia hội chợ triển lãm và giữ những cái mối quan hệ với các bạn Nga vừa thể hiện cái trách nhiệm, tình cảm của những người bạn Việt Nam đối với các bạn Nga. Trong những lúc các bạn Nga khó khăn thì chúng tôi luôn ở bên cạnh các bạn. Và chúng tôi hy vọng và tin tưởng là thị trường Nga tiếp tục phát triển và chúng tôi quyết tâm bằng mọi cách là tiếp tục duy trì phát triển thị trường Nga này. Mặc dù đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, nhưng ngành du lịch Việt Nam vẫn xác định thị trường Nga là thị trường chiến lược, truyền thống đầy tiềm năng, cần phải duy trì và tiếp tục phát triển. Duy Nghĩa, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga. Bản tin Người Việt bốn phương cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại theo địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.